Các bạn, chào các bạn đã đến với kênh Cáp Thời Gian. Ngày hôm nay mình sẽ làm xí mại đó bạn. Ở đây mình có tầm khoảng 6 trái cà chua và một ít hành lá nha các bạn. Ở phần này mình có làm xí mại bằng chả cá thu nha các bạn, với lại một ít thịt vai các bạn, mình xay ra để mình quết chung á. Cá thu thì mình mua một con cá lớn nha các bạn, vì mình quết cho nó lợi hơn. Các bạn mua cá nhỏ mình phải rút xương nó hơi lâu á, nên mình mua một khúc cá lớn về rồi mình quết với là thịt vai để mình làm cục xíu mại đó các bạn, cho nó mềm, vừa thịt vừa cá cho nó mềm nha các bạn. Ơi, nhiều các bạn sẽ làm thịt không, là thịt không chắc hẳn các bạn làm thịt vai, thịt đùi không thì nó sẽ cứng nha các bạn, làm thịt vai rất là ngon, như vừa có mỡ nữa nó có mềm nữa. Này mình làm vai với lại mấy lát cá thu á các bạn. Giờ mình cà chua thì phần này á, mình sẽ làm nước sốt của nó là phần này các bạn xem. Mình sẽ bào hết cái vỏ ra. Mình bào hết cái phần vỏ của sốt cà chua, của cái trái cà chua này ra. Xong mà mình sẽ lấy hết hột nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu bắt tay vào làm này. Chả thì mình đã quết sẵn hết rồi. Bây giờ mình chỉ có bò viên thôi các bạn. Bò viên thì nó cục xíu mại thôi. Mình sẽ để qua một bên nha. Giờ mình sẽ dùng bào cái cà chua này nha các bạn. Này, mình sẽ dùng bào cái trái cà chua này và bỏ nó vào trong cái tô nha các bạn. Mình sẽ cho máy luôn một tí. Này, cái phần cà chua này các bạn sẽ bào hết vỏ như vậy. Mình bào sạch vỏ luôn nha các bạn. Cái này là mình làm khoảng khoảng nửa chả thôi, tại vì nó hơi nhiều nên mình làm một nửa thôi, còn một nửa mình sẽ chừa lại nha các bạn, chứ không phải mình làm hết. Nếu các bạn làm hết mà dùng cái nước sốt thì các bạn sẽ dùng vào cái nước sốt đây một phải chế 10 trái cà chua đó các bạn. Ở đây mình dùng gần phân nửa thôi nha các bạn nha. Mình sẽ dùng cho 6 trái cà chua để chúng ta làm cái nước sốt đó cho nó ngon đó các bạn. Giờ các bạn sẽ bào hết ra như vậy nha. Ta sẽ bào hết cái phần này ra, xong rồi các bạn mình sẽ dùng cái dao và lấy những cái đuôi này đi nha. Rồi các bạn sẽ chẻ nó ra. Bạn sẽ chẻ nó ra làm tư, vị trí làm tư như vậy. Mình sẽ móc hết cái hột của nó nha các bạn nha. Các bạn làm sao không biết nha, các bạn sẽ móc hết ruột cái hột của nó ra như vậy. Các bạn đừng để hột sốt mình lên nó không ngon nha. Giờ mình sẽ lấy hết ra như vậy nha các bạn. Xong và lấy hột rồi các bạn. Và ở đây mình có một chén nước, các bạn sẽ cho hết vào cái máy xem tốt các bạn xay nha. Các bạn dùng vào đây là một chén nước thôi nha các bạn, không bỏ gì nha. Mình chỉ xay lên và mình dùng cái nước sốt này, tại vì các bạn bầm mà cái sốt nó ra nó nhìn không ngon nha bạn. Giờ mình sẽ cho lên máy và xay nha. Rồi này bạn đó, bây giờ mình sẽ đổ cái nước sốt này ra dạng như các bạn xay sinh tố vậy đó. Mình sẽ dùng cái nước sốt này các bạn đổ ra tầm khoảng, như các bạn dùng gần một nửa thịt thôi. Mình sẽ dùng 6 trái cà chua để nước sốt như vậy. Nếu các bạn nào mà mình dùng hơn nửa thịt nữa thì mình sẽ dùng gấp đôi cà chua nha. Bây giờ mình sẽ cho cái sốt cà chua này lên trên cái nồi nấu nha các bạn. Nghe bạn, mình sẽ bật ra lên. Cái nước sốt này mình không có khử hành nha các bạn. Mình sẽ được cho hết cái tô nước sốt này vô. Các bạn hãy cho hết cái tô nước sốt này. Mình sẽ quay đều. Sẽ bỏ vào đây một tí muối, một tí bột ngọt nha. Sốt thì mình sẽ cho vào đây là một tí muối nha các bạn. Mình cho vào đây là muỗng bột ngọt. Mắm thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng tầm cỡ bao nhiêu nè bạn, một muỗng. Tại vì cái sốt cà chua mình sẽ cho vào đây khoảng tầm khoảng là một giá đường lưng nè các bạn, là tương tương với lại 2 muỗng. Lại đều lên.
các bạn quậy đều lên và chờ cho nó sôi lại nha. Cứ chờ cho nó sôi rồi mình tiếp tục cho cái khác nha. Thì cái nước sốt mình nó sôi lên nó có màu như vậy nè. Nó sôi lên nó có màu như vậy rồi, đã sôi rồi. Mình sẽ cho vào đây tầm khoảng cỡ một muỗng cà phê, một muỗng tương cà đi các bạn. Mình sẽ cho vào đây là cũng tương ớt như vậy luôn. Vậy chúng ta quậy đều lên. Mình sẽ quậy đều nó lên như vậy các bạn. Và để cho nó sôi nha. Nó sôi chút chúng ta sẽ hớt hết cái bọt này đi. Bà này rảnh mình sẽ dùng cái giá mà hớt nhẹ cái bọt này đi. Các bạn hớt hết cái bọt như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ xe qua mình làm cái cục xíu mại nha các bạn nha. Trên nó sôi đó bạn, cái màu nó rất là đẹp nha. Đây cái cá của mình với lại thịt mình làm đây nè. Bây giờ mình sẽ nhỏ một xíu dầu với cái bao tay nha các bạn nha. Mình thấy cái bao tay nó hơi vướng đó các bạn. Mình sẽ cho một ít dầu ăn lên đây. Và mình sẽ viên nó nha các bạn. Đó, các bạn cỡ tầm nào, ví dụ như là nhỏ hoặc lớn tùy các bạn thôi. Mình sẽ viên cỡ tầm này. Xin lỗi, tay trái mình làm hơi quen á. Mình sẽ thả cái giá ra khỏi cái nồi nước sốt nha các bạn. Đó, các bạn cỡ tầm này nè. Bạn viên cỡ tròn tròn tầm này là được rồi. Mình sẽ thả thẳng vào trong nồi nha các bạn. Vì cho các bạn thả thẳng vào trong nồi như vậy nè, cái nước nó sẽ ngọt đó. Đây, mình sẽ cho máy mình dần lại một tí nha các bạn nha. Các bạn thả thẳng vào nồi như vậy là cái nước nó sẽ ngọt đó các bạn. Và cái sốt mình cái màu nó lên rất là đẹp đấy các bạn thấy không. Các bạn cứ vò chiên rồi các bạn bỏ vô. Đây mình sẽ dùng bao tay này vò chiên nó hết nha các bạn. Tại vì cái này cá thu với lại thịt các bạn ấy vô là nó rất là ngon rồi. Nó không có bị bể đó các bạn, khỏi phải sợ. Các bạn cứ vò mạnh tay rồi bỏ nó thẳng nó vào nồi nha. Mình sẽ dùng cái tay nha, vò nó dày bạn, vò thẳng vô. Và cái nước sốt mình nó sẽ có cái chất này ra, nó rất là ngọt đó các bạn. Giờ mình sẽ thả vô được 3 cục. Các bạn thả từ từ vô, bạn sẽ vò và thả từ từ vô nha. Nó rất là thơm luôn các bạn. Bạn thả vô, mình dùng cái muỗng mình sẽ lắc nó qua như vậy nè. Đó, nó sẽ thấm cái nước thốt đó các bạn, nó rất là ngon ấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm một cục như vậy, chúng ta sẽ bỏ vô nha. Mình sẽ thảy thẳng vào cái nồi của mình. Các bạn thảy chừng nào mà nó nhiều là được rồi. Mình sẽ làm cho nó kín hết cái mặt nồi nha các bạn. Cái này các bạn viên cục nhỏ thôi. Nếu như các bạn luộc trước đó, thì mình sẽ viên cục bự. Còn cái này là mình bỏ thẳng vô nồi nước sốt của mình đó, thì mình sẽ viên cục nhỏ thôi các bạn. Nhỏ nó cũng dễ ăn mà dễ múc nữa. Các bạn làm bự quá nhiều khi bạn bè tới nhà nó ngại á bạn. Sẽ thả nó vô. Các bạn cứ thả nó vô cái viên chừng nào mà nó mình thả vô cái mặt nồi nó đầy cái mặt nồi là được rồi nha các bạn. Đó. Bạn cứ thả vô thẳng nước sốt đi. Để cho nó sôi và nó thấm cái nước sốt của mình đi các bạn. Rất là ngon.
Cái này các bạn ăn cơm cũng được nè, ăn cái bánh mì bún cũng được đó các bạn. Mà cục xí mại này người ta thường thường là ăn với lại bún đó, ăn với lại bánh mì đó các bạn vào buổi sáng á. Nếu có thời gian buổi tối các bạn sẽ nấu đi và sáng sẽ ăn, mình sẽ cho hâm lại thôi các bạn. Nếu các bạn không có thời gian mình sẽ làm một lần xong mình bỏ vào ngăn lạnh đó nha các bạn. Bỏ vào ngăn lạnh đó, là cái đồ sốt mình đã đông lại luôn á. Nó sệt sệt lại các bạn, để trong vòng 2-3 ngày sau á, các bạn lấy ra các bạn đổ vào trong nồi các bạn hâm lại mình ăn. Nó tiện hơn. Đây, mình sẽ thả thẳng vào như vậy các bạn. Đó, nó gần kín mặt nồi rồi các bạn nè. Bạn thả chừng nào mà nó kín cái mặt nồi luôn nha. Kín mặt nồi rồi đó các bạn. Ta sử dụng một cái muỗng, ta sẽ đẩy cái phần này lên nè. Cái phần nào mới chưa cái chín đó, để cho nó chín cái sốt mình chín cái thịt rồi cái sốt mình nó thấm vào trong đây nè các bạn. Hồi nãy giờ mình để đồ lửa trung bình nha các bạn. Giờ mình sẽ tăng đồ lửa lên một tí nha. Các bạn tăng đồ lửa lên một tí để cho nó sôi và thấm cái sốt vào trong cái cục sứ mặt nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ cho đồ lửa lớn lên một tí nè, để cho cái nước sốt này nó thấm vào đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ nêm thử nha. Mình sẽ nêm thử cái nước sốt mình nó, nước sốt vị của các bạn nè. Đó, như vậy. Bây giờ mình sẽ nêm nếm nó thử thử là nó vừa ăn hay là lạc. Nó vừa chua chua bằng mặn ngọt ngọt, nó rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cho sôi trong tầm khoảng 1 phút để cho nó sánh cái nước sốt của mình lại đó các bạn. Với lại cái đồ thịt nó chín ra là nó sẽ ngọt có nước các bạn nha. Giờ mình sẽ cho sôi tầm khoảng 1 phút. Sôi được một chập rồi các bạn. Đó, mình sẽ lấy nó lên nè. Đó, nó rất là nó vừa ăn các bạn. Rất là ngon. Bây giờ ở đây mình có một muỗng bột năng nha các bạn. Một muỗng bột năng mình sẽ quậy nước. Nói chung là mình sẽ quậy đều nước rồi. Cái bột năng này mà dừng lại là các bạn biết sao, nó sẽ đóng cứng ở dưới cái đít tô đó. Bây giờ mình sẽ quậy đều nó lên. Và cái nước mình nó cũng hơi sánh sánh đó. Các bạn sẽ cho nó vô. Cho vô từ từ nha. Rồi mình sẽ cho vô một muỗng trước nè. Các bạn cho vô mình sẽ đảo đều và kiểm tra nha. Chứ đừng có cho vô một lần nha các bạn. 2 muỗng cà phê, 3 muỗng nè các bạn. Và các bạn sẽ đảo nó lên. Bạn sẽ đảo đều nó lên và kiểm tra cái sốt của mình nha. Đừng có đổ vô một lần. Ví dụ như các bạn thấy một cái muỗng như vậy là cái nồi đó tầm khoảng đổ vô bao nhiêu không được nha các bạn. Các bạn đổ vô á, thứ nhất á, nhiều khi nó không có sánh á. Thứ hai nữa là nó sẽ cái lượng bột nó nhiều quá là nó sẽ đặt hết cái nước sốt của mình lại như vậy. Giờ mình sẽ cho nó sôi lên, cho đồ lửa trung bình này bạn. Nãy giờ mình cho lửa nhỏ nha. Bây giờ cái số này nó có chả cá, cái cục sứ mại này nó có chả cá, có cá thu nữa các bạn. Nên nó rất là dai, cứng luôn nè, nó không có bị bể nên các bạn khỏi phải sợ. Hồi nãy mình cho là 3 muỗng, bây giờ mình sẽ rưới lên 1 muỗng nữa là 4 muỗng này. Các bạn sẽ dùng 5 muỗng trước, các bạn sẽ kiểm tra cái nồi của mình trước. Xong rồi một hồi nữa các bạn sẽ dùng nữa. Các bạn biết sao mình không, như mình nói là không dùng một lần, nếu dùng một lần cái nước sốt các bạn nó sẽ đặc như là dặn mình nấu chè luôn á. Nè, bạn nhìn cái sốt của mình nè. Đó. Nếu các bạn là thích như vậy thì được rồi nè. Đó. Rồi giờ các bạn canh với đồ lửa là nó sốt vừa rồi, đã nó nguội nữa các bạn. Đó. Mình sẽ hồi nãy mình sẽ cho 5 muỗng rồi phải không các bạn? Tại vì một muỗng bột mình sẽ quậy ra nước, mình sẽ lường qua 5 muỗng rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm miếng lửa nha các bạn nha. 6 muỗng hoặc 7 muỗng. Trước khi cho các bạn sẽ quậy đều lên, đổ và quậy đều lên và kiểm tra cái sốt của mình đàng hoàng nha các bạn. Đừng có để là tình trạng là nó sẽ đông hoặc là nó dính cục nha các bạn nha. Cái sốt này là tương tương như cái sốt của cái hộp nè các bạn. Y như tương trương như là cá mình kho giấu đầu vậy á. Hôm trước mình có một clip ca kho cá giấu đầu của người Nha Trang đó các bạn. Cái sốt nó cũng tương tự như nè. Vài ngày nữa mình rảnh là sẽ lên một clip nữa sau là cá mình sẽ kho rục nha các bạn nha.
sẵn các bạn thêm cái suất nó về đây đã vừa rồi, nếu các bạn nào cảm thấy như vậy á, là được rồi. Còn nếu các bạn nào mà cảm thấy như cái độ bột với cái đại cái độ sốt cà chua và cái cục số mại mình nó rất là ngon, bây giờ mình sẽ thử và nêm thử nha các bạn nha. Nó vừa chua chua vừa mặn mặn ngọt mà nó rất là vừa ăn. Bây giờ mình sẽ đã nói chung là cái đẹp vị của mình á, thì nó vừa nhưng mà hiện tại là nhà mình nó ăn hơi ngọt á, nên là mình sẽ cho vào đây một ít đường nha các bạn, một ít đường tại vì cái vị này là khẩu vị của các bạn là rất là được rồi, nhưng của mình nhà thì nó rất là ăn ngọt á, nên sẽ cho thêm một tí đường và các bạn sẽ quậy đều nó lên cho cái độ đường nó tan hết ra nha các bạn nha. Các bạn nhìn thấy cái sốt của mình nè. Đó, cái nước sốt của mình rất là ngon. Cái này các bạn chấm với bánh mì nè, ăn với cơm chờ buổi sáng là rất là đặc biệt nha các bạn. Mình sẽ còn một ít bột năng sẽ chừa lại và bỏ nha các bạn nha, không dùng hết vô đây nha. Nếu các bạn dùng hết vô là nó sẽ đặt cái sốt mình, bây giờ mình cho lửa nhỏ thiệt nhỏ nha các bạn. Bây giờ sốt mình nó đã chín á, xong á bây giờ mình sẽ tắt ra nha các bạn và mình múc ra một cái tô nhỏ để đồng khoảng để mình ăn chung với bánh mì. Hiện tại giờ hiện tại là đang tối nên nhà mình mua không có bánh mì nên chắc là sáng mai mới ăn, nhưng mình sẽ múc ra cho các bạn coi nha. Giờ mình sẽ tắt ra nó tô này bạn, mình sẽ dùng một cái tô và múc vô đây một ít, rồi mình sẽ có một ít hành để mình trang trí lên đó các bạn. Này, mình sẽ dùng nước nhiều một tí để lỡ các bạn mình cần để mình dùng đó. Này, bây giờ mình sẽ cho hành đồ lên nha các bạn. Giờ mình sẽ cho đây một ít hành, mà loại hành cũ các bạn, cái hành cũ mà mình đã sắc ra đó các bạn. Đó, và một ít hành lá lên trên đây. Đó, nhìn cho nó ngon đó các bạn. Và mình sẽ cho một ít tiêu, nếu các bạn nào mình dùng ớt được thì mình sẽ cho một ít ớt nha các bạn. Mình ăn mình cho ớt sau, còn đây là ví dụ như mình nấu, con nhà mình thì sự các bạn, nhà mình là con nhỏ nên mình sẽ dùng cái tiêu ít, hoặc là các bạn dùng không dùng ớt, cái này các bạn sẽ dùng tương ớt nữa nó mới ngon. Hiện tại cái này nó bây giờ nó rất là ngon các bạn, các bạn thấy không, cái nước sốt của mình nè đó, nó tầm vừa luôn nè các bạn, không phải là đặc mà cũng không phải là lỏng, như vậy là nó tầm vừa, nó rất là ngon luôn. Mình nếm giờ là ra tô mình nếm luôn nha các bạn. Vậy nó đã ngon, mình đang ăn với lại bánh mì đi các bạn, còn không mà mình ăn với cơm với bún hoặc tùy các bạn. Đó, giờ cái tô xíu mại mình đã xong rồi đó bạn, mình làm hiện tại nãy giờ đã xong rồi. Các bạn nào thấy thích thì nhớ bấm like và đăng ký cho mình nha các bạn nha. Các bạn rảnh mình sẽ mua về và làm cho gia đình mình một buổi sáng ngon miệng nha các bạn. Nếu các bạn mua về mình xin chúc các bạn thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối lần sau. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.